Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cao độ tiếp theo. Thì ở trong cao độ ngày hôm qua, mình đã chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể vẽ được cái que thăm dầu cũng như là cái nút tháo dầu ở hình vuông đứng của mình rồi. Thì đây là những cái phần mà chúng ta chỉ cần copy những cái bản vẽ có sẵn thôi. Do đó nó rất là dễ ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cao độ tiếp theo. Ở trong cao độ này chúng ta sẽ vẽ nắp thăm cũng như là cái nút thông hơi. Thì gọi là vẽ cũng không phải, tại vì ở đây chúng ta chỉ copy những cái bản vẽ có sẵn thôi. Thì cái phần nắp thăm và cái nút thông hơi á, thì nó ở trong các bạn vẽ là hộp dẫn tốc một cấp này. Các bạn mở bản vẽ này ha. Ở đây mình đã có vẽ sẵn nè. Trong trường hợp á, có một số bạn thì sẽ có vẽ cái lưới lọc dầu. Thì cái lưới lọc dầu nó sẽ có cái hình dạng như thế này các bạn. Đây là cái hình dạng của lưới lọc dầu. Trong trường hợp mà các bạn có vẽ lưới lọc dầu thì các bạn sẽ tải những bản vẽ mẫu này để các bạn lấy cái lưới lọc dầu về, hoặc là các bạn tự vẽ cũng được, tại vì cái lưới lọc dầu thì nó cũng dễ thôi, nó không có khó. Còn trong trường hợp mà chúng ta vẽ thông thường thôi, là chúng ta chỉ có cái nút thông hơi và cái nắp thăm như thế này, thì chúng ta chỉ việc copy các bản vẽ mẫu này thôi, chúng ta không cần phải vẽ lại. Cái con nút thông hơi này ở đây mình vẽ là cái con M27. Các bạn có thể tra lại những thông số ở trong sách ha. Và thông thường á, là cái con bu lông này nè, hiện tại của mình á, là đang sử dụng á, là cái con bu lông M8. Còn các bạn, ví dụ như là cái hộp giảm tốc của các bạn sử dụng con bu lông M6 á, thì các bạn tự thu nhỏ cái con bu lông này lại nha. Rồi, mình đa phần mình thấy cái nắp thăm của các bạn sẽ chọn cái kích thước này là 150 nè. Rồi, cái kích thước của cái hình chiếu bên hình chiếu cạnh đó là 100. Thì ở đây mình xây cái chiều này á, thì mình chiếu hình chiếu cạnh mình không thấy, mình ăn gian được. Còn những cái bạn mà quay cái hình chiếu này ngược lại thì các bạn phải vẽ thêm cái hình chiếu cạnh này thì nó cực ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ copy toàn bộ cái này luôn, tại vì nó giống nhau mà, 150 thì nó giống nhau thôi. Chúng ta copy, chúng ta đưa sang các bạn vẽ mẫu của mình, rồi sau đó chúng ta bắt đó. Rồi có một số bạn thì khi mà các bạn có một số bạn thì khi mà các bạn copy một cái nút thông hơi hay là một cái nắp thăm từ các bạn vẽ khác á, trong trường hợp mà các bạn copy các bạn vẽ đó nó quay như thế này nè, nó nằm theo dạng này nè, thì các bạn lại không biết quay cái nút thông hơi cũng như là cái nắp thăm này về cái phương này như thế nào, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ lắp ngay chính giữa này đi, nó đẹp. Thì ở đây các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường giống nè, vuông góc nè, mình vẽ cái đường giống ở ngoài vuông góc trước nha. XL mình vẽ cái đường giống ngoài vuông góc trước nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua cái đường giống này về tâm nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay cái nắp thăm và cái nút thông hơi này cùng phương với cạnh này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái lệnh Align ha. Bạn gõ Al Enter. Sau đó chúng ta muốn quay cái phương là chúng ta chọn cái phương này ha. Chúng ta giống xuống cái đường thẳng này. Chúng ta chọn một đẹp đây, chúng ta giống xuống nè. Rồi chúng ta nhấn Enter. Enter. Thì nó sẽ tự động quay xuống cho mình như thế này. Đây là cái phiên bản ghép 2021 thì nó sẽ ra cái hình dạng giống như thế này. Nhưng cái phiên bản từ 2020 trở về trước á, thì khi mà các bạn chọn như vậy thì nó sẽ giống trực tiếp ở trên cái đường thẳng này luôn ha. Thì không sao cả. Ở đây chúng ta chịu khó, chúng ta chọn lại rồi chúng ta mua cái đối tượng này lên thôi. Hiện tại thì nó đã cùng phương rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc mua cái hàng này lên thôi. Ok ha. Rồi sau khi mà chúng ta mua lên á, các bạn sẽ lắp nó về tâm. Đây, các bạn sẽ chọn hết như này ha. Các bạn sẽ lắp cái nút thông hơi nè về tâm nè. Ok, trùng tâm ha. Thì thường cái phần cái gờ này nè, mình sẽ cho nó lồi lên khoảng bao nhiêu ly? Mình sẽ cho nó lồi lên khoảng 5 ly ha. Cái phần này thì tùy theo các bạn thôi. Cái phần G này nè, đó là khoảng 5 ly. Rồi cái chiều dày của thành hộp, cái chiều dày của nắp hộp này là bao nhiêu nè. Trong trường hợp này mình đang có cái chiều dày của cái nắp hộp này á là bằng 8 ly. Trong trường hợp cái chiều dày của nắp hộp của các bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì các bạn sẽ tự mình tinh chỉnh cái đường này. Nó đơn giản, nó dễ rồi. Bây giờ khi mà chúng ta có cái này rồi, các bạn làm gì? Các bạn sẽ chọn hết ha. À, chọn kỹ kỹ nha, không ta nó sót đó. Chọn hết. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Các bạn sẽ mu nó xuống. Trong trường hợp này các bạn thấy là cái bìa này của mình nè,
chúng ta mua xuống thì nó sẽ bị trùng ở đây nè, nó bị trùng rồi. Do đó ở đây các bạn phải vẽ cho mình một cái đường ít line như thế này để cho chúng ta xác định được cái vị trí nha. Rồi ở đây các bạn cũng vẽ cho mình cái đường ít line thẳng ra luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta mới mua xuống. Bây giờ các bạn mới mua xuống, em mà anh ta các bạn sẽ mua xuống. Chúng ta sẽ mua từ cái điểm này ha. Đây từ cái điểm này nè. À, để xem mình mua xuống từ cái điểm nào đây. Ở đây mình sẽ upset lên cái nữa đi ha các bạn. Mình sẽ upset lên 5 đi cái nữa đi ha. Cho nó dễ. Rồi ở đây chúng ta sẽ mua xuống. Các bạn sẽ mua cái điểm này nè. Đây. Nó trùng với cái điểm này. Trùng với cái điểm này. Ok ha. Rồi bây giờ mình xóa cái này đi nè. Xóa này đi. Xóa này đi. Các bạn thấy là trong cái trường hợp này chúng ta lắp cái nút thông hơi và cái nắp thâm này vào nó lớn quá đúng không? Đó. Nó lớn, nó không có đẹp và nó không có hợp lý. Do đó mà các bạn tùy chỉnh làm sao mà cho nó hợp lý nha, chứ không phải là chúng ta có bản vẽ sẵn rồi chúng ta cứ copy thì nó không có đúng nha. Rồi ở đây mình lắp vào mình thấy không hợp lý thì bây giờ mình bắt đầu mình chỉnh sửa cho nó hợp lý. Bây giờ mình sẽ offset thằng này ra 5 ly nè. Offset này ra 5 ly. Rồi mình xóa thằng trong đi. Rồi chúng ta sẽ có cái ở trong là nó ví dụ 8 ly chẳng hạn đi. Đây offset xuống 8 ly nè. Thể hiện là cái chiều dày ha. Cái này mình cho gì nét khuất. Đó. Rồi, của mình ở ngay cái vị trí này nè. Của mình là 150 đúng không? Ở bên đây mình giống xuống luôn. Đó, thì giao như thế này, các bạn thấy không? Hiện tại nó giao như thế này nè. Đó. Thì cái phần này là cái phần ở ngoài của chúng ta nè. Thì chúng ta sẽ trim cái phần này đi. Đây, cắt bỏ cái phần này đi. Rồi bên đây cũng làm tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ ra được một cái phần ngoài như thế này. Bây giờ ở đây cái đường này nó không hợp lý nè, thì chúng ta xóa đi. Mấy phần này nè. Nó không hợp lý nè, chúng ta copy không ổn rồi đó. Thì chúng ta xóa nó đi đi ha. Để nó đỡ rối. Chúng ta chỉ lấy cái nắp thâm và cái nút thông hơi thôi, cộng với hai con bô lông rồi thôi. Bây giờ chúng ta có như thế này rồi, chúng ta sẽ mua mấy thằng này xuống. Các bạn sẽ mua xuống em mà anh tơ, chúng ta sẽ mua xuống đâu, từ cái vị trí này nè. Các bạn sẽ mua xuống đây ha. Đây mua xuống đây. À chết màu nãy mình bắt điểm lộn. Ok. Rồi ở đây mình xóa này đi. Rồi mình mua xong rồi mình xóa đường này đi luôn ha. Rồi xóa này đi luôn. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái đường SP line. Các bạn vẽ cho mình một cái đường SP line. Có thể là vẽ phạm vào đây luôn cũng được, nhưng mà đừng có vẽ phạm vào để cho chúng ta chỉnh sửa bánh răng thì nó cực. Rồi cái đường SP line này các bạn sẽ chuyển về cái nét mảnh. Rồi ở đây chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn này đi. Bên đây chúng ta cũng cắt bỏ phần này đi. Rồi ở trên đây nè, các bạn sẽ bo góc ha. F Enter nè, chúng ta sẽ bo thằng này. Rồi ở bên đây chúng ta cũng bo ha. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta lấy đối xứng qua. Lấy đối xứng qua đây thôi. Rồi ở bên đây cũng vậy. Rồi các bạn dùng lệnh Extend các bạn phóng đối tượng xuống. Xóa bỏ cái đường này ha. Rồi cái đường này chúng ta cắt ra thì nó là nét đậm.
À, đây có lỗ taro thẳng xuống luôn thì EX chúng ta phóng đối tượng xuống. Bên đây cũng vậy. Rồi ở đây các bạn thấy là cái con bô lông này, cái đường nét của mình không có ok nè. Các bạn sẽ lướt vào cái block này, các bạn vào cái con bô lông để mà chúng ta chỉnh sửa về cái đường nét mảnh nè. Rồi sao lại. Rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đánh tiếng ảnh cho nó. Các bạn sử dụng cái lệnh là BH. Rồi các bạn sử dụng lên MA ha. Chúng ta copy dưới đây nè. Đó. Ở đây thì nó sẽ đánh tiếng ảnh vào đây luôn ha. Các bạn sử dụng lệnh BH để mà chúng ta đánh tiếng ảnh vào đây luôn. Rồi chúng ta sử dụng lệnh MA. Ok. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách để mà chúng ta có thể copy được một cái nắp thâm cũng như là một cái nút thông hơi từ một cái bản vẽ mẫu. Sau đó chúng ta tùy chỉnh nó một chút xíu và chúng ta lắp vào cái hộp giám tốc của mình ha. Cái phần này thì lúc nãy mình làm nó không có được trơn tru. Từ khi mà các bạn xem cái audio, các bạn có thể xả bỏ cái phần đó để mà các bạn tìm đến cái phần nó ok ha. Rồi ở trong cái audio sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà để chúng ta có thể vẽ được cái con bu lông vòng. Hy vọng rằng các bạn sẽ xem cái audio này, thích cái audio này, các bạn cảm thấy nó hữu ích thì hãy nhấn một like phía dưới audio này. Hoặc nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube này của mình, các bạn có thể bấm vào nút đăng ký kênh ở phía dưới để các bạn liên tục cập nhật được những audio mới nhất từ mình nha. Rồi hẹn gặp lại bạn ở trong những câu đầu tiếp theo.